Rồi. Cộng 6 nhân m cộng 1 x trừ cho 3m bình cộng 7m trừ 1 bằng mấy? Bằng 0. Cho m 1000 cái đi mấy cậu, coi đẹp không? Không đẹp thì tính tiếp. Mod 922 trừ 3 6 nhân 1001 trừ cho 3 nhân 1000 bình cộng 7000 trừ 1 rồi luôn, xấu quá luôn. Thế thì bây giờ tính ra ta phải đi tìm điều kiện để nó có cực chuyện cái trừ 6x rồi cộng 6 nhân m cộng 1 Ủa? Lộn. Cái này phải mắc cho số 2, vậy là 9 nhân m cộng 1 tất cả bình trừ AC là trừ chỗ này nhấn này là ra trừ 3 nhân 3m bình cộng 7m trừ 1 lớn 0. Nhân vô. Cái gì? Đơn giản cho 3 làm gì trời? Sao được? Này đâu có số 3 đâu, đơn giản. Đúng không? 9m bình cộng 18m cộng 9 trừ 9m bình trừ 21m cộng 3 lớn 0. 9m bình, 9m bình viết còn trừ 3m cộng 12 lớn 0. Vậy là m phải nhỏ mấy? Đúng em? 4. Ok. Rồi bây giờ mình đang nó cần nó hoành độ nhỏ ngột không? Một, mình có hai cách nè. Cách 1 là em tìm ra thẳng luôn cái x1. X1 bằng gì? Bằng trừ b trừ căn delta phẩy chia cho a. Biết cái này không? Tại vì cái nghiệm nhỏ hơn có phải là cái cực tiểu không? Em cho này nhỏ 1, em đi giải bất phương trình này ra luôn. Cái này mau hơn. Giải đi. Trừ b phải là trừ 3 nhân m cộng 1 trừ căn delta phẩy là trừ căn của mấy? Trừ 3m cộng 12 tất cả chia a là chia cho trừ 3 nhỏ 1. Rồi đi giải bất phương trình này. Mà muốn giải bất phương trình này nè, nghe hiểu hết nè, xếp xô tìm nghiệm xong xếp dấu, hiểu không? Nó có thể có hai nghiệm, dữ lắm là hai nghiệm thôi, dữ lắm là hai nghiệm mà cậu. Khoan, bây giờ định hình đi, tại sao thầy dám khẳng định thằng này là thằng cực tiểu? Em đã nhìn cái đồ thị thì em biết nè, phương trình bậc 2 nó có hai nghiệm, một nghiệm là trừ b phẩy trừ căn delta phẩy chia a là nghiệm nhỏ hơn trừ b phẩy cộng căn delta phẩy chia a, cái lớn cái nhỏ. Mình sẽ lấy cái nhỏ nhỏ một là xong, tại vì nó là x cực tiểu. Rồi bây giờ thầy cần mấy em xếp số cái này, trừ thầy bỏ nha, tại trừ trừ cộng rồi. 3 nhân m cộng 1 cộng căn. Nếu thực sự mà bài này em muốn giải tay hoàn rồi theo tự lượng là em phải cho cái này bằng 1 xong giải phương trình đó chứ căn rồi mới xét dấu. Trừ 3x cộng 12 chia cho 3 bằng 1. Đừng giải bất phương trình nha, giải phương trình cho số 36 đi. Ủa cái này nhỏ 4 nha, vậy thì cho số 4 này trừ 1/3. Ủa này đọc là trừ 4/3. Nếu em muốn đẹp nha, em sẽ to a là ra trừ 4/3 rồi, vậy là mình sẽ có một nghiệm là trừ 4/3 rồi. Xếp số tiếp, xếp số tiếp, dò thêm nghiệm nữa.
Số 6 à? Ơ số 6 không có đâu. Trừ 5 à? Trừ 4, 3 không à? Không được. 3 ơi. Không được. 4 ơi. Trừ 10 à? Cũng là trừ 4, 3 vậy này. Có nghiệm 1. Có nghiệm 1 mấy em ơi. Vậy bây giờ làm sao xét dấu? Nghe giải thích nha. Em cứ để trừ 4, 3 ngay đây đi. Từ từ để tao giải thích. Nghe cho kỹ nè. Nghe. Chuyển dấu bằng này thành dấu trừ. Hiểu không? Còn trừ 4 phần 3 cộng 0,1 có dương 2 âm. Dương. Còn trừ 4 phần 3 trừ 0,1 ra âm. Hiểu không? Như vậy nghiệm này nghiệm đơn, nghiệm kép. Đơn. Như vậy là M mình đang cần nhỏ hơn 0 phải không? Vậy là M sẽ nhỏ hơn trừ 4 phần 3. Như vậy là mình lấy M nhỏ hơn 4 với M nhỏ hơn trừ 4 phần 3. Là lấy M nhỏ hơn trừ 4 phần 3. Như vậy rốt cục là mình sẽ lấy từ trừ 2018 cho tới trừ 2 bao nhiêu số? Nhiêu? Nhỏ hơn trừ 43 phải trừ 2 không? Đúng chưa? Hợp lý rồi. Lấy bao nhiêu số? Trừ 2 trừ cho trừ 2018 cộng 1 là 2017 số. Từ từ để đi, tôi kiểm tra trực tiếp bằng đồ thị luôn. Rồi, giờ kiểm tra bằng đồ thị nha. Trừ x mũ 3 cộng 3 nhân m cộng 1 x bình trừ cho 3m bình cộng 7m trừ 1 x cộng m bình trừ 1. Theo lý luận mình giải ra đó là nó phải nhỏ hơn trừ 4 phần 3 thì mới được, đúng không? Vậy bây giờ nó cái cực tiểu của nó là hãy để cái extreme đi. Extreme của f đây, ví dụ em thấy cái cực tiểu đang là 1 phải không? Chỉ quan tâm đến cái cực tiểu thôi nha. M1 thì không được rồi. M1 không được không? Không. Nó chưa, cái hoành độ nó chưa có nhỏ hơn cái trừ 1, là thằng A nó phải chạy qua đây nè thì mới ok theo yêu cầu bài toán. Hiểu không? Chạy qua đây. Đúng chưa? Chưa. Chưa. Đúng rồi, thấy mụ nội rồi, vậy mình giải sai. Biết tại sao không? Tại vì ngay trừ 0,8 đó. Ngay trừ 0,8 là nó đã nhỏ hơn trừ 1 rồi. Ủa? Nhỏ 1. Nhỏ 1 là này đã nhỏ 1 rồi. Vậy là ngay 0 cũng ok. Nhưng mà mình lại nhỏ hơn trừ 4 phần 3, tức là mình đã sai. Và sai chỗ nào? Cái nghiệm gì? Không. X1 phải là trừ. Tại vì mình đang định nghĩa cái X1 là cái này. Mình đang định nghĩa cái X1 là cái này mà. Em nhìn được không? Có phải là phương trình nó có hai nghiệm, một nghiệm ngay đây là X1, đây là X2 không? Như vậy X1 phải nhỏ hơn X2. Theo công thức nghiệm delta là trừ B trừ căn delta phải mới thực sự là X1 trong bài này. Tại vì cái nghiệm trừ mới là cái nghiệm nhỏ hơn chứ. Theo lý luận của tụi mình. Thế thì mình phải kiểm tra coi mình sai cái gì. Kiểm tra lại từng cái. Điều đầu tiên tôi lấy đạo hàm. Xong tôi đứng ra phải. Coi nó phải đúng không nha. Rồi. 9 m bình cộng 18m cộng 9 trừ 9 m bình trừ 21 m cộng 3 thu gọn là 9 m bình 9 m bình 18 trừ 21 là trừ 3. Đúng không? 9 bình sao 81?
Tại vì cái này chia 2 là ra 3, 3 bình là ra 9. Còn này là m bình cộng 2m cộng 1 thì nhân vô là ra này đúng rồi. 9 m bình với là trừ 3m nè. 12. Trừ b phẩy. Này theo lý luận là đúng rồi đó mấy em ơi. Thật sự là bây giờ em muốn ship show lại cái này coi sao. Ship show ra phải ra trừ 43 không? Trừ 43 đúng rồi. Trừ 1,333 là trừ 43. Vậy là sai, nó sai thôi. Nó phải có cái gì đó để nó sai chứ không phải giờ đơn giản như đâu. Không, đề không sai, đề không hề sai. Nguyên nhân là vì thầy đã kiểm tra đồ thị. Coi dễ hình đúng không? Đọc lại cái đề anh FX. Đọc lại hết trơn luôn anh. Coi thì dưới đúng không? Trừ x mũ 3 cái gì nữa? X bình trừ cho 3m bình cộng 7m trừ 1 không? Nghiệm quá gì sai chứ. Mình đang nói cực tiểu mà. Không, đề không sai. Cái đề không sai chỗ này nè, rõ ràng mình giải ra nhỏ hơn trừ 4/3. Ok chưa? Nhưng rõ ràng em thấy là mình để m bằng 0,5 nó vẫn tồn tại một cái cực kiểu nhỏ hơn 1 mà. Có nghĩa là mình đã giải sai. Và mình phải tìm ra cái sự sai của mình. Hiểu nè. Trời, tao sai cái gì trời, lý luận là tao đúng rồi. Trừ b phẩy trừ căn delta phẩy chia cho a. A là trừ 3. Đâu rồi, thử thôi. Thử luôn nha. Cái này có phải là x1 không? Đâu mình biểu diễn lên luôn, nó phải ngay cái này không? Rồi rồi nha. Đây nè. Ủa thầy. Ừ? A là trừ 3. Chia a mà. Đâu cái delta phẩy á. Nhưng mà trừ cho cái này nhân cái này là cũng là trừ thôi. Rồi thầy biểu diễn cái nghiệm luôn nè, rồi biết liền à. Cái nghiệm là bằng gì? Nhập luôn nguyên si luôn nè. Rồi, cái này là nghiệm nè. Coi đúng không? Thôi là tào lao rồi, cái nghiệm này là nghiệm x cực đại. Trời ơi, sao lại cực đại anh em? Đù, này sao cực đại trời? Ủa? Trừ b trừ căn đêm nãy nó đúng chia a. Ô, thằng này lại lớn hơn thằng kia à? Có trường hợp nào vậy không? Đâu thử thôi. Thằng này là trừ phải không? Vậy thằng cộng thì sao? Nếu đổi lại là cộng thì sao? Ủa? Nếu thằng cộng này thì không có giá trị. Ủa? Lộn, phải để ít nó mới hiểu. Thằng này coi chừng là cực tiểu luôn rồi. Số này ít bằng cái này. Đù này lại cực tiểu. Ủa? Khoan. Như vậy là mình lý luận sao trời, này bị gì trời? Tại sao cái cộng nó lại nhỏ hơn cái trừ?
Có thể giữ ở trường hợp này không? Tức ở trời. Như vậy mình có hai nghiệm. Theo lý luận, theo cái cảm giác thông thường là cái thằng này phải lớn hơn chết không? Đúng không? Tức là mình đã bị sai về mặt lý luận. Lý luận là như nè, thầy hiểu rồi. Với A dương thì cái này mới đúng, còn với A âm thì cái này nó bị ngược lại. Hiểu không? Hiểu không? Với A dương, với hệ số A dương, tại vì cái này nó chia cho trừ 3 thì nó sẽ bị ngược lại. Nó bị ngược lại không em? Như vậy là đáng lẽ cái này phải là dấu gì? Dấu cộng thì mới đúng. Rồi sửa lại, xếp sau lại. Hiểu không? Vậy cái này là trừ cộng trừ xếp số. Rồi ra 1. Rồi xếp số tiếp để coi nó có hai nghiệm không. Cho số 3 đi. Số 1 luôn. Trừ 5 đi. 1 luôn, vậy có nghiệm mà. Con 1 cộng. Rồi giờ tôi mới biết luôn á trời. Ra dương, rồi cũng âm luôn. Vậy là lấy nhỏ 1 với em. Hiểu rồi. Nhỏ 1 giờ lấy là trừ 2018 cho tới 0. Đúng không? Vậy là 2019 số nguyên. Là đúng rồi đó. Nãy thử nhỏ 1 là đúng rồi. Gì? Sao 2010? Vậy là mình có một kinh nghiệm gây giảm cho bậc 2. Không phải lúc nào cái này cũng lớn hơn cái kia. Hiểu cái này không? Khi thằng A dương thì thằng trên nhỏ hơn dưới. Còn khi thằng A âm, à, khi thằng A âm thì thằng này bị đảo lại. Hiểu không? Khi A âm thì cái này lại lớn hơn cái dưới. Hiểu rồi. Nó bị thằng A dưới chi phối nữa. Rồi mình lộn cái này. Tức là lý luận thì đúng, nhưng mà nghiệm của phương trình thì sai. Vậy là phải nhỏ 1. Kiểm tra đáp án cái. Câu mấy nhỉ? Câu 17 phút. Đây nè, nhỏ 1 đúng rồi. Trời trời, nó giải y gan hồi nãy thì nói hai trường hợp đúng không em? Nó giải trường hợp 1 là hai thằng này trái dấu số 1, trường hợp 2 là hai này cùng nhỏ hơn bằng 1. Đó, hai trường hợp luôn. Thầy ơi, chắc lên nè.